quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo kính mến, thưa các bạn học sinh thân yêu, hôm nay chúng em rất vinh dự khi được đại diện tập thể các bạn học sinh lớp 8A2 trường Trung học cơ sở Tam Quan để bày tỏ lòng tri ân của mình đối với thầy cô danh nhạc hiến chương nhà giáo Việt Nam 2011. Thưa thầy cô kính yêu, chúng em làng xuôi năm tháng đêm trời, con đò cây chịu một trời tháng xưa, làng người chiều chóng đón thương, mình cho buổi phát triển chưa lên nhiều. Có một nghề, một công việc tình cảm một người để lại người hy sinh trên trí thức, cho những đôi cánh mơ ước bay cao như ta trên bầu trời rộng lớn của trái tim. Những khi tưởng nghĩ được chán, đó là người nhà giáo. Những người mang ánh sáng soi địa chỉ, lá chiến đồ sẽ nhiều sang đến bờ, đến nơi đáng lại. Ở ngày sau đèn đá hát, khi buổi phóng đã làm các thầy cô khai đạo. Tháng 11 về, hát tôi làm biết ơn, xin cho mấy chú em được gửi đến thầy cô lời giao cho họ lại. Mến xin thời gian cứ quay lệnh lễ, chúng em dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy, các cô, yêu đến tà áo dài thước tha của cô, dáng đi nghiêm trang và thân thiện của thầy, yêu đến những bài học làm người, những tri thức khó học mà mấy năm qua em được học. Thầy cô đã dìu dắt chúng em từ những đêm đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chắc chắn ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, để cho chúng em những giấc mơ về sự thành công và niềm tin mãnh liệt trong cuộc sống. Để có ai đó nói rằng, nghề nhà giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia. Thật đúng như vậy, để làm tròn sứ mạng cao cả của mình, người đưa đò phải cố gắng giữ làm sao cho con đò được vững chắc. Và cứ thế, những người thầy, người cô đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ. Không quản khó khăn, mệt mỏi, dù cho phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày họ chỉ phải lật đi lật lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần, nhưng họ vẫn không buồn chán. Bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao, muốn nắng dạy dỗ lớp trẻ không nên thành người. Thầy cô không chỉ để những công sức và thời gian của mình là đền cầu, mà còn dành chọn cả tình yêu thương và sự bao bọc những đứa trẻ trong lớp không còn đổ vỡ trước các xã hội lớn này. Những đứa trẻ ấy cơ ngác người đang cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của thầy, của cô. Vâng, thầy cô đã chỉ cho chúng em niềm tin và nghị lực để em có đủ sức mạnh và niềm tin, chẳng lấy những ước mơ, các bạn và biến chúng thành hiện. Thầy cô đã tận tụy, đã dồn tất cả công sức và bài giảng làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của thầy học sinh. Nếu như không có lời buổi thương dành nhẹ dành cho học sinh của mình, thì liệu họ có tận tình hay rất nhiều điều như vậy hay không? Phải, công việc hàng ngày của họ, những người thầy, những người cô xuất phát từ trái tim biểu thương của người cha, là nguyện dành cho chính những con đường thiện của mình. Tình yêu ấy luôn chế vẽ trong tim mỗi người thầy, người cô, chỉ sẻ sự ấm cho, chỉ sẻ sự ấm những đứa mặt trò cứ nhỏ còn chặt những chút đi trên đường đời. Thầy cô ơi, chỉ hai quy tín thôi mà sao chúng em thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy? Có lẽ rằng tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người, để đến khi trở thành những người thầy giáo, cô giáo thì sự nhiệt huyết, tận tình cho mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người đã dẫn đường, chỉ lối cho chúng em bước vào đời, người vun đắp cho chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn. Mỗi thầy cô là một người lái đò cằn mẫn ngày đêm chèo lái những chuyến đò tri thức. Một chuyến đò chứa đựng biết bao nhiêu là công sức và tâm huyết và tình cảm mà cô gửi để bước vào đó. Chúng em biết rằng đó là tất cả những công sức, giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô phải thức khuya, dậy sớm, miệt mài bên những trang giáo án. Tình yêu thương vô bờ bến đó, chúng em sẽ mãi trân trọng. Thầy cô không những cho chúng em tri thức, thầy cô còn dạy cho chúng em những đạo lý làm người. Đó là những bài học đầu đời chúng em không thể quên. Người đã dạy cho chúng em biết thế nào là tình yêu thương, đoàn kết, biết thế nào là để vượt qua mọi thất bại để đứng lên. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời. Thầy cô kính mến, dù sau này trên đường đời dẫu có những phong ba, bão táp, chúng em vẫn sẽ luôn vững tin bước qua, vì chúng em tin rằng thầy cô vẫn dõi theo chúng em. Giờ đây chúng em xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn thầy cô đã luôn bên cạnh và đồng hành động viên chúng em những lúc khó khăn. Cảm ơn thầy cô đã hết lòng dạy dỗ chúng em. Chúng em yêu những trang giáo án, những dạng mồ hôi của thầy cô, yêu những hàng buổi phóng rơi rơi, vân vân. Bởi nó xuất phát từ lòng yêu nghề, sự khắc khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của thầy cô kính yêu. Chúc thầy cô nhân nghề nhà giáo Việt Nam 20/11 hạnh phúc, luôn thành công và thật nhiều sức khỏe để tiếp tục truyền bá những thứ mọi trao lan sâu. Chắc chắn những ngôi cho những thế hệ sinh viên. Và cuối cùng, chúng em xin hứa với thầy cô sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao để xứng đáng với những mong mỏi của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn.